Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con chào thầy và toàn thể đại chúng ạ. Hôm nay con có một câu hỏi muốn xin ý kiến của thầy. Thực ra thì cái chuyện này thì nó cũng qua rồi nhưng mà con muốn xin cái ý kiến của thầy để à, nếu mà trong cuộc sống của chúng con mà có gặp thì à, con biết cách để hành xử. À, thời gian vừa qua thì con thấy Phật giáo mình à, có xảy ra một số chuyện thì à, cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều và cũng có nhiều chuyện thị phi xoay quanh cái vấn đề này à, chúng con thì à, không phải là người trong cuộc và cũng không biết thực hư như thế nào nên là chúng con thì cũng chỉ có im lặng thì à, cũng có nhiều ý kiến nói rằng là khi mà mình là một phật tử á, thì à, mình im lặng như thế thì có phần là thiếu trách nhiệm không À, thì là con cũng muốn uh, xin ý kiến của thầy uh, qua chuyện này hoặc là sau này có gặp bất kỳ một chuyện gì khác nữa thì uh, với tư cách là một phật tử thì chúng con nên uh, đón nhận và đối diện những cái chuyện như thế này như thế nào để mà không không có gây thị phi gì cả đồng thời là vẫn giữ được cái tâm uh, từ bi thì xả nhưng mà vẫn uh, có một cái uh, trách nhiệm trong việc uh, uh, giữ gìn đạo pháp. Cảm ơn thầy. Chuyện gì chị nói tuyệt ra luôn đi. <laughs> Cứ nói tuyệt ra luôn chứ giờ nói chuyện này giờ không biết chuyện này cái từ đại danh từ Nó chung chung. Dạ thì vừa qua là. À, đơn con con xin lấy một ví dụ đơn cử như là vấn đề chùa Ba Vàng đợt vừa rồi, tại vì là vấn đề nó cũng qua rồi thì con không muốn là nói lại đôi khi nó lại khơi lên có nhiều vấn đề nhưng mà ý con muốn hỏi để ví dụ như là sau này trong cuộc sống mà gặp những chuyện tương tự hoặc những chuyện khác mà có liên quan đến Phật giáo thì là một người Phật tử thì chúng con nên đối diện như thế nào và nên có những cách hành xử như thế nào để cho nó tốt đẹp nhất. À, con cảm ơn thầy ạ. Cái thắc mắc vụ này nữa không hỏi luôn đi nhiều đó thôi ha ừ, trả lời xong rồi mình qua lĩnh vực khác Dạ con xin uh, tiếp tục uh, có sự chia sẻ nào từ uh, uh, quý vị phật tử à hồi nãy con thấy đằng sau có ai dơ tay à Dạ Dạ kính kính chào thầy, kính chào quý vị trong quý vị đại chúng. và dạ, lần đầu tiên con đến đây, con là Giác Huệ Duyên, con ở quận Gòi Giáp. À, con biết được thầy là thông qua chương trình Phương Trời Thông Đông. Dạ cho nên hôm nay đến đây là có nhiều với con rất là có nhiều cái mới. Riêng cái bài pháp thoại hồi sáng của của, của thầy đó có hai vấn đề mà chính bản thân con rất là bức xúc vấn đề thứ nhất là phó viện trưởng Nguyễn Nguyễn Hữu Linh vừa ấu dâm, cái vấn đề thứ hai là tại Hương Yên năm em học sinh nữ mà đánh giả mang một em học sinh ở trong lớp, mà hồi sáng hôm nay thầy có nhắc qua qua cái bài pháp thoại của thầy, thế rồi thưa thầy đứng một vị trí của một vai của một người phụ huynh thì gặp những trường hợp đó phụ huynh rồi phụ huynh Phật tử ạ. À thì chúng con phải bảo vệ con em của mình như thế nào ạ? Dạ, xin hết ạ. À. Dạ, mô Phật. Sư phụ, ở đây cũng có một Phật uh, tử uh, có những câu hỏi cũng rất là liên quan tương tự nên con xin đọc luôn ạ. À. Dạ, à, thưa Thầy, hồi sáng con nghe Thầy giảng vụ người đàn ông sàm sở với em bé trong thang máy. Thầy nói quan tâm làm chi? Nếu một đám lửa nhỏ không dập tắt, sẽ có nhiều đám lửa nhỏ, nhiều đám lửa nhỏ sẽ thành một đám lửa lớn. Nếu không dập tắt sẽ nguy hiểm. Dạ, một câu nữa là hồi sáng con có nghe thầy giảng về vua Hùng Vương có công dựng nước, xin thầy có lời khuyên nào cho lớp trẻ biết cách giữ nước cho bình vững ạ. A gia Phật. không có ghi tên gì hết không thắc mắc của chị mai xoay quanh vấn đề truyền thông kể từ đầu năm tới nay nêu ra một số uh, tiêu cực hay còn gọi là mặt trái hay là những cái chưa phù hợp với uh, lời dạy của Đức Phật. Từ đó nó gây những cái xôn xao ở trong dư luận. Đệ tử Phật thì chới với hoang mang không biết làm sao. Những người không có niềm tin với đạo Phật thì cười khẩy. <laughs> Mà những người chống bán thì càng là một cơ hội để uh, tuế nước theo mưa cái lễ mình điểm lướt qua để biết câu chuyện rồi rút ra cái đời sống tu tập cho mình thứ nhất cái việc tưởng nhớ những người đã khuất hay nói một cách khác hơn là tổ chức cầu siêu cho những hương linh có thể là cha mình mẹ mình, người thân của mình, bạn bè của mình, điều đó là có. Bây giờ đi hỏi hết coi có cái chùa nào không cung vong. Phải không? Chùa nào cũng cúng vong hết. Người nào mà không có cha mất mẹ mất, trên vì đó phải nhờ đức lực của chúng tăng, nhờ lời nguyện cầu kinh điển để cúng vong. Cái này là có, nhưng mà cái giải pháp trục vong rồi vớt vong rồi nhập vong rồi gọi vong gì đó là không phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Không phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Thầy ví dụ, tướng Lý Thường Kiệt là có, mình tưởng nhớ Lý Thường Kiệt là có, nhưng mà nhờ ai đó dựng lên một cái hình ảnh Lý Thường Kiệt rồi gọi là Lý Thường Kiệt về mách bảo nói cái này nói cái kia là không phù hợp. Lý Thường Kiệt là một ông tướng có công với tổ quốc, có công dựng nước giữ nước, ta phải tưởng nhớ. Nhưng mà thông qua đó dựng lên một cái hình ông tướng rồi nói bắt đầu ông về này ông phán cái này nãy này là không phải. Cho nên mình phải phải nhìn cho nó kỹ cái gì là có và cái gì không có, cái gì tồn tại và cái gì không tồn tại những cái việc mà không đúng là gì bác không có cảnh giới người đã khuất là không đúng không đúng rõ ràng là ta không thấy nhưng đâu có nghĩa là không có cho nên trường hợp này chúng ta thấy nó bị nhọc nhằn giữa cái đúng và cái chưa đúng cho nên thực hành giáo pháp mà không có hiểu được lời dạy đức phật không biết cái nào là phương tiện thì chúng ta dễ đi vào mê lầm thứ hai nữa là thông qua cái việc này để mà đụng chạm đến cái chữ tài chữ danh chữ lợi là cái này là không được không được đâu có làm sao mà cái vong mà gọi về bảo phải đóng bao nhiêu tiền thì mới được siêu thoát hay là phải cúng bao nhiêu đó thì mới được siêu thoát vậy không cho nên thông qua cái vong để mà thông qua cái không để mà gọi cái có là cái đó là không phù hợp với đạo cho nên chúng ta bắt trắng thì cũng không được mà chúng ta công nhận hết cũng không phải phải rạch ròi ra chúng ta tưởng nhớ tiên tổ cúng người đã khuất nói một cách vắn tắt là cúng vong cái này là để cầu nguyện cái này là để tưởng nhớ để hồi hướng công đức là điều này có thể thực thi còn thông qua đó để mà trục mà vớt là gọi là nhập rồi thông qua cái kênh đó để yêu cầu phải có lợi dưỡng phải có này kia là không đúng yếu tố thứ nhất thứ hai cái người thuyết pháp giảng kinh phải là một người tu phải là người tu vì sao bởi vì cái chất liệu tu hành cái ngộ pháp cái thấy pháp để rồi truyền pháp ta phải hiểu là cái truyền bá giáo pháp nó khác với kiến thức hiểu biết học rộng ngay nhiều rất lợi lạc rất tốt nhưng chưa đủ phải tu phải hành trì phải ngộ giáo pháp rồi đem giáo pháp để truyền bá một cư sĩ gọi là thuyết pháp không phù hợp không phù hợp thứ nhất là cái người mà giảng pháp người ta gọi là cái gì thứ nhất là pháp sư chắc là nghe cái băng giảng pháp sư rồi phải không Thứ nhất là phải ngộ Pháp, thấy Pháp rồi mới giảng Pháp. Thứ hai là cái gì? Cái người mà thăng tòa thiết Pháp là người ta đọc ở trên này nó viết bốn chữ là Đại Phật Tuyên Dương. Có nghĩa là thay Đức Phật để truyền bá giáo Pháp. Mình chưa chứng đạo như Đức Phật, mình chưa có được cái tuệ giác như Đức Phật thì ít ra cũng phải hành trì lời dạy Phật đi trên con đường của Phật nó có những cái khiếm khuyết sai lầm thì có thể chấp nhận được Còn nói mà hống trật trúng trật nói bằng kiến thức Nói bằng cái, cái hiểu biết thế gian thì đó không phải gọi là thiết pháp Khi một người Phật tử đến chùa nghe Pháp Đó là quy y tam bảo Thì phải là Phật, là Pháp, là Tăng Cái người mà ngồi đây phải là ngôi Tăng là một cư sĩ mà còn cư sĩ nữ nữa mà thuyết pháp giảng kinh điều đó không phù hợp không phù hợp cho dù tài giỏi cỡ nào cho dù kiến thức rộng rãi cỡ nào xin thưa kiến thức mong thầy các bằng ở ngoài xã hội không bằng cấp ngoài xã hội người ta cân ký học vị của mấy ông thầy tu có bằng ở bên ngoài không? Bằng cấp là dán kín hết bức tường. Nhưng mà sao có bằng cấp cũng phải lễ Phật, có bằng cấp cũng phải học Phật và hành theo Phật. Là bởi vì đi trên con đường giác ngộ thực hành lời dạy của Đức Phật. Mà kiến thức thế gian không chạm được cái tuệ giác của Thế Tôn. Chúng ta cần phải có cái minh định đó để hiểu. Tại tu viện Khánh An có mời cư sĩ nói chuyện, không phải là không có, bác sĩ Lê Hồng Ngọc hay là một số các quý vị mà tên tuổi chùa Hoàng Pháp mời hay là một số chùa khác mời. Cái này Thầy gọi là thuyết trình. Thuyết trình Thuyết trình là trình bày một cái đề tài, một cái uh, cái đề án gì đó để cùng nhau chia sẻ. Chúng ta cần hiểu điều đó. Cái thứ hai là chúng ta biết đệ tử của Đức Phật có những bậc thánh tăng có những bậc hiền tăng có những bậc giải thoát tăng nhưng cũng có những vị phàm tăng cũng có tục tăng cũng có nhiều từ tăng xấu hơn nữa thôi mình nghĩ chơi với những từ đó không nói nữa nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng đó đệ tử của đức phật là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp điều đó nó là như vậy nhưng nếu chư tăng mà thực hành một cách nghiêm túc theo lời dạy của đức phật thì đó là những bậc mô phạm nhưng đâu phải ai cũng nghiêm túc đâu một người là tu sống tu chết tu nguyện đem thân xác này cúng dường cho đức phật nghiêm trì giới luật cũng có những vị là tu chơi chơi qua ngày đoạn tháng tức cũng có những sự nỗ lực tu hành nhưng mà không chạm được pháp của phật rồi cũng có những vị mất phương hướng có những cái sinh hoạt nó không phù hợp chúng ta không phải vì vậy mà chúng ta quơ cả một cái đoàn thể tăng là dở là xấu chúng ta không vì vậy mà tự ti mặc cảm mình là phật tử tăng mà còn thế thì mình ra ai dám xưng mình là phật tử bị chế bái ta biết bất cứ một thể chế chính trị nào các vị lãnh đạo cũng luôn luôn mong muốn cho cái thể chế này được vững bền, cho cái dân tộc này được vững bền, cho nhân dân được ấm no, cho xã hội được hạnh phúc, cho thế hệ trẻ luôn luôn có trí tuệ, có năng lực để phụng sự để cống hiến. Tất cả đều có nhiệt huyết vì Tổ quốc. Nhưng đôi khi có một hai vị biến chất hay là vì lý do gì đó thì đây là cá nhân không phải vì vậy mà ta nhìn tổng thể là chúng ta nhìn trật. Đúng không? Bất cứ một hệ thống giáo dục nào cũng muốn xây dựng đào tạo cho thế hệ trẻ có nhân cách, có lối sống, có đạo đức, có trí tuệ để phụng sự cho quê hương đất nước này cho thế giới này nhưng trong đó cũng có một hai thầy giáo cô giáo cũng hơi lôi thôi không thể lấy một hai cái cá nhân để đánh đồng cho cái chung được cũng thế trong một tổ chức đoàn thể tăng tu tập chỉ có một vài cá nhân tu hành hông đinh nơi đến chốn không phải vì cái đó mà chúng ta đánh đồng hết không phải vì một ngôi chùa mà chúng ta đánh đồng hết một vị sư là một cá nhân một cá nhân leo lỏng trong số gần sáu chục ngàn tăng ni ở trên đất nước này có gì đâu mà phải to tác quá vậy phải không một ngôi chùa trong số gần 18.000 ngôi chùa trên cái mảnh đất hình chữ S này có gì mà phải to tác đến mức mà là lối lung tung. Cho nên người Phật tử hãy kiên tâm, bền chí, hãy đi trên con đường Đức Phật đã đi, chư tổ đã đi. Và các bậc thánh tăng hiền tăng đang đi và các vị phàm tăng cũng đang đi. Ai nói thầy Trí Chân không có lỗi lầm? Có chứ. Thiệt có. Nhưng mà cái lỗi lầm đó nếu chúng ta nhìn với một cái cặp mắt khoan thứ bao dung, câu chuyện nó khác. Còn chúng ta không thấy ông thầy Trí Chân tốt đẹp mà chỉ đôi soi mói đi lôi những cái cái tệ cái dở ra. Ông thầy này nhiều tệ lắm luôn. Bởi vì nhìn từ cặp mắt đen cặp mắt tối cho nên thấy nhân vật này đen tối. Người Phật tử cần cái ánh mắt sáng để nhìn thấy mọi loài sáng hơn, nhìn mọi người tốt đẹp hơn. Thầy khuyên là như vậy, đây không phải là câu chuyện lớn đâu. Thẳng nhiên bình thường. Đó cũng chỉ là một gió thoảng mây bay rồi dông bão đi qua trời lại sáng rồi chúng ta phải bình tâm không khéo thì chúng ta là bị lôi cuốn vào trong cái truyền thông để rồi mình hoang mang và một cái nữa sự nghiệp tu hành nó cái hàng chục hàng nhiều nhiều chục năm một vài trang báo mà chỉ phản ánh cái một chút xíu này thôi những cái gì mà tệ nhất lôi ra còn những cái bao nhiêu cái tích cực không để ý tới cho nên chúng ta hãy bình tâm vững trí trên con đường tu tập đó là điều thầy khuyên bảo một điều tiếp theo nữa chúng ta là những phật tử có nghĩa là mình đang đi tìm cái mảnh đất tốt để mình gieo hạt giống lành có phải vậy không đi tìm cái mảnh đất cho thật tốt để gieo cái hạt giống tốt để ta có được cái kết quả tốt người có trí tuệ thấy chỗ này có đất có nước có phân có ánh mặt trời đất rất là mịn màng rất là tươi sớp đem gieo hạt xuống hoa trái có kết quả chỗ này sỏi đá cằn cỗi khô khan không có nước kể thiếu khôn ngoan cầm cái gậy chỉ chửi cái đâm đất phải không mình đâu có mất thì giờ mình là cái người đi tìm đất lành đất tốt để mình gieo hạt giống lành mà mình thấy chỗ này mình gieo không được thì thôi mình đi tìm chỗ khác trách nhau chi phiền cứ nhau chi để rồi mình khổ người khổ rồi xung quanh khổ thứ ba thầy muốn nhắc nhủ gặp một ai đó tiếp xúc một người nào đó đến một nơi nào đó ta thấy có học được cái tốt hay không ta có lượm lặt ta có đem về được cái tốt cho mình hay không thấy tốt thấy được thấy phù hợp thì ta học ta thực hành còn nếu mình thấy nó chưa phù hợp chưa phù hợp cũng chưa hẳn đã sai tại vì nó chưa hợp với mình thôi thì mình đi tìm chỗ khác cho nó phù hợp cho đứng trách làm chi chỉ làm chi rồi vã làm chi chứ là mệt vậy phải không cái người mà đến cầu đạo giống như là người bệnh đi tìm bác sĩ mình thấy cái thể trạng mình nó đau nhất nó phù hợp với châm cứu, nó phù hợp với à, à, thuốc đông y, nó phù hợp với thuốc than, mình thấy tốt thì mình uống, còn mình thấy uống thuốc tây y nó có những cái phản ứng phụ thì mình thôi. Nhưng mà ngược lại người này thì phù hợp với tây y, uống thuốc này nó có hiệu quả, nó có tác dụng thì mình uống cho nên đem cái đúng cái sai để mà minh định trên thế gian này phiền phức lắm cái góc độ nào nó đúng nhưng mà góc độ khác nó chưa đúng thành thử hãy soi rọi tâm trí của mình cho thật sáng lấy giáo pháp đặt trong lòng để rồi ta nhìn ta thấy được các pháp hài hòa nhau hết á tất cả đều là vậy Điều do chúng ta có một cái định kiến chúng ta có một cái nhìn chưa có tròn mãn cho nên chúng ta phân biệt chúng ta đối xử rồi chúng ta thấy đúng sai thầy bây giờ thấy các cái vị mà tu hành ngon lành tôn kính lắm già cũng tôn kính trẻ cũng tôn kính nhỏ hơn mình cũng tôn kính luôn và thương lắm mấy thầy tu hành mà nỗ lực nhưng mà chưa tới nơi tới chốn cũng thương lắm và thậm chí có những thành phần chỉ khoác cái áo lên thôi nhưng mà oai nghi phẩm chất rất là trần tục nói năng rất là thô thầy cũng thương luôn tại vì mình thấy được rằng là cuộc sống người ta như vậy nhận thức nó như vậy cho nên người ta chỉ tới đó thôi nó chỉ tới đó thôi Bây giờ mình làm cái gì? Mình bắt người ta phải bằng mình. Không được. Không được. Cho nên thấy những người tu không tới nơi tới chốn cũng thương. Mình khuyên can. Rồi mình nhắc nhở. Rồi mình bảo ban. Mà cũng không được nữa là thôi trách nhiệm mình là hết rồi. Mình cũng có gì phải ưu tư. Và cái trong cuộc sống hiện nay, đời sống mỗi ngày một nâng cao, cho nên rồi cũng có những trường hợp vì lợi dưỡng, vì đời sống nhàn hạ, vì lý do gì đó. Cũng muốn sống đời sống người tu. Nhưng mà tâm không có chất liệu. Cạo ở đầu, mua cái dao lam với cái cán dao chắc cỡ 10.000 Mua cái bộ đồ tu 300.000 nữa thành ông thầy tu. Cho nên làm cái tướng của thầy tu nó dễ mà có được cái tâm tu nó khó thành thử bây giờ người ta giả tu cũng nhiều à, mà quý vị cứ hình dung đi cái thành phần thấp ở trong xã hội là thầy rất là xin lỗi những người nghèo khó thì ngại phải nói dùng cái từ này Cái nghĩa là những người ăn xin những người ăn xin là cái thành phần thấp nhất trong xã hội phải không mà họ còn giả thì giả thì tu đâu có khó đâu cái thành phần thấp thầy đã chứng kiến bò lê bò lết ở trước chùa vậy vậy mà công an tới đứng dậy chạy thôi rồi chạy thục mạng cái đó không giả lại cái gì ăn xin mà còn giả được thì ông thầy tu giả dễ quá nhưng mà thương thêm cái nữa là không biết nhân không biết quả không biết tội phước tín thí đàn na cúng dường thọ dụng mà họ tu không đến nơi đến chốn chị lấy đó làm cái nghề sau này không biết lạnh cái quả gì cho nên thầy thương nữa người phật tử chân chánh chúng ta thản nhiên trước tất cả mọi tình huống cuộc đời này có đại bàng thì cũng có xe sẻ có con công con phượng thì cũng có con chích chè cũng có con chim sâu có những cây cổ thụ thì cũng có những cây cỏ mà cỏ dại nữa mà cỏ gai nữa bình thường hết bình thường hết hãy thản nhiên nhìn mọi sự vật hiện tượng như thị và mong một điều chúng ta đừng có nhìn hình ảnh ông thầy giống như là một ông thánh không được đâu chưa chưa được chưa được ông thầy phải là cái bản photo cấp bi của xá lợi phất của mục kiền liên của a nan không được không được không được chưa đưa mấy thầy thấp xuống một chút đưa thấp xuống một chút gần gũi nhau trò chuyện nhau đưa lên cao quá thất vọng nhiều mấy thầy đang trên đường tu mà phải không cũng bước chân từ cuộc đời này đi ra mà mà quý vị cứ hình dung Nói vậy thôi Tu mà tu chơi chơi không á Là quý vị thấy là cũng gian nan Bây giờ 4 giờ sáng dậy nổi không Một bữa được, hai bữa được Chứ cả năm cả tháng không được à. Lâu lâu mà đi đâu đó phải ra máy bay Lâu lâu đi du lịch thì thôi còn ráng cố Chứ ngày nào mà cũng 4 giờ sáng là chắc xin tuột áo trả thầy đi về Có phải không? Đơn giản vậy thôi cái giấc mà năm giờ rưỡi là giấc ngủ khò mà bắt dậy đi ăn sáng rồi đi học, <laughs> ăn được không? Năm giờ rưỡi ăn, sáu giờ đi học. Đi học về đắp y đắp áo lên chùa tụng kinh, để người ta thở đó, chứ làm gì dữ vậy, chưa kịp gì tụng kinh rồi, <laughs> chịu nổi không? Rau củ quả ăn ngày hai ngày, ba ngày được, chứ ăn ngày nữa là giận á, kình lộn á. <laughs> ai mà lớn tiếng với mình là mình cũng tay đôi lại nhưng mà ông thầy tu là cứ cười chịu trận thôi thực hành được không thực tập vài ngày đi thấy bấy nhiêu đó là chúng ta cần phải có sự tôn trọng nhất định phải không đôi khi nó có một cái khiếm khuyết về oai nghi về phẩm chất về lời nói nó thôi cũng bình thường nhưng mà thấy cái đời sống này thứ nhất là ở trong chùa không có đụng chạm với những cái việc sai trái Thứ hai là nuôi dưỡng tâm lành bằng kinh, bằng kệ, bằng rau, bằng củ, bằng quả, bằng thiền định. Tốt lắm. Hãy đi sâu vào trong những vấn đề đó để rồi thấy nếp sống của người tu. Chúng ta đặt lại vấn đề. Mấy ông tu đâu có lợi lạc gì cho cuộc đời? Một vài tờ báo đã nêu lên. Phật giáo chẳng đóng góp được cái gì hết móng thì tu ăn không ngồi rồi gánh nặng xã hội nếu mà nói về phật giáo là nói đến chiều dài lịch sử mà nói rằng là không có đóng góp gì cho quê hương tổ quốc này thật ra thầy cũng thương người đó luôn thầy thương là tại vì không có đi học không biết lịch sử không có nghiên cứu chiều sâu lịch sử của dân tộc việt nam Đi lên đền hùng mà coi á, đền hùng nhưng mà thờ gì? Thờ Phật. Hình ảnh Đức Phật đã gắn với dân tộc Việt Nam suốt cả hàng mấy nghìn năm rồi. Những chất liệu của từ bi, hỷ, xã, khoan, thứ, bao dung đã gieo trên quê hương mảnh đất này cho quân người có một cái tấm lòng rất là tươi mới của Đạo Phật. Chúng ta toàn mỗi ngày nói những câu này gieo gió là gặp bão đó nha. Thực ra là nhân quả đó. Phật dạy nhưng mà mình đâu có nghĩ là Phật dạy đâu. Nó đã đi vào trong dân gian, trong thi ca. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa sáng, có chùa quanh năm Mái chùa che chở hùng dân tộc nếp sống muốn đời của tổ tâm. Những ngày tháng đầu kỷ nguyên ta biết Khương Tăng Hội là một thiền sư Việt Nam Đi qua truyền đạo ở bên Trung Quốc Ngô Tông Quyền mời Khương Tăng Hội đi truyền đạo Khinh khi cái đất nước nhược tiểu này lắm Khinh khi cái xứ Giao Châu này lắm Và Đạo Phật là cái gì nói cho tôi nghe đi Và trước một cái uy đức Và sức thuyết phục của Khương Tăng Hội. Ngô Tông Quyền phải bái làm thầy, mời lại để thuyết pháp giảng kinh. Chất vấn hỏi Ngô Tông Quyền nhiều lắm, nhưng mà thầy nhớ một cái câu, vua hỏi Phật Pháp nhiệm màu gì đâu mà nhiệm màu. Đạo ra đời là cứu khổ, mà tại sao con người cứ khổ, thế gian này đầy khổ 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 vậy? Đâu là nhiệm màu, đâu là giải thoát? Tại vì không thực hành lời dạy đức Phật, không thấy giáo pháp và không đi theo giáo pháp cho nên khổ. Mặt trời vẫn chiếu sáng trên bầu trời, nhưng mà kẻ mù nó đâu có thấy. Mù không thấy nên phản bác mặt trời. Sấm vẫn rền vang trên bầu trời nhưng mà điếc không nghe. Điếc không nghe, không nghe không phải là không có sấm. Không thấy không phải là không có mặt trời Chân lý vẫn sáng chói Vẫn rền vang Nhưng mà kẻ mù kẻ đuôi không nghe không thấy Sự màu nhiệm của Đức Phật Của giáo Pháp lớn Những cái câu nói đó Ngô Tôn Quyền đã bái phục Một ông vua Một ông thiền sư của xứ Nam Thế kỷ thứ 8 Thiền sư Phật Triết đã qua nhật bản giữ cái lễ khánh thành chùa đông đại nhật bản một cái lễ nhạc của một xứ sở sao mà màu nhiệm quá hay quá nhật bản mời thiền sư phật triết tới dạy cho nhật bản sau đó thiền sư phật triết đã viên tịch trên xứ nhật bản bây giờ qua nhật người ta thừa nhận rằng là nghi lễ nhật bản Nhạc lễ Nhật Bản trong quần chúng họ thừa nhận là có âm hưởng của âm nhạc Việt Nam. Thầy đã đến tháp của thiền sư Phật Triết đảnh lễ tại đây. Từ thế kỷ thứ 8 mà một người Việt Nam đã làm lừng danh của khu vực. Trở lại với cái vấn đề mà quốc nội. Ta biết Ngô Chân Lưu là một thiền sư Thiền sư nhưng mà còn là một quốc sư. Quốc sư là cái gì? Là thầy của vua đó. Ngô Chân Lưu là làm thầy của Đinh Tiên Hoàng. Làm làm thầy luôn cho cả triều Lê luôn. Và một cái nhà ngoại giao kiệt xuất để mà đối đáp với các sứ thần của Trung Hoa lúc bấy giờ chính là thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Chưa hết Thiền sư vạn hạnh Là quốc sư Thành lập nên nhà lý Đứng về danh nghĩa Là lý thái tổ Nhưng mà đứng đằng sau đó Chính là thiền sư vạn hạnh Là thầy Là bố nuôi Tư vấn Cho lý thái tổ một cái triều đại mà kéo dài 225 năm trên quê hương Việt Nam đây là thời rực rỡ của đất nước của dân tộc việt nam và tiếp tục kéo dài qua cho đến triều đại nhà trần trần thái tông trần thánh tông trần nhân tông ba lần đánh giặc nguyên mông đuổi ra khỏi nước một cách vững chãi mà là hình bóng của một thiên sứ trần thái tông rồi đến trần nhân tông nữa quý vị thấy mà bây giờ ta gọi là phật hoàng mà ta biết phật hoàng là một trong những người có công đầu tiên để mở mang bờ cõi về xứ phương nam đi làm công tác ngoại giao với chế mân sống bằng một cái niềm tin lấy con gái của mình để gả cho vua xứ chiêm thành để rồi xứ chiêm thành xính lễ bằng cách là dân cúng cho hai cái vùng đất là cái gì châu ô châu lý kéo dài từ thanh hóa dài dài xuống tới quảng bình quảng trị thừa thiên huế vân vân mà kết tình giao hảo với các căn lân bang trí tuệ là thế công đức là thế mà sao bảo không có công gì với đất nước này với tổ quốc này nhiều lắm kể không hết đâu nhiều lắm kể không hết đâu và tự thủa nào mái chùa đã trở thành nét văn hóa của dân tộc việt nam tiếng chuông đã trở thành cái nét văn hóa của dân tộc việt nam quý vị cứ hình dung mà bây giờ đẩy hết ngôi chùa qua một bên rồi chuông tháo bỏ qua hết một bên hãy tìm vào lịch sử văn hóa việt nam còn lại cái gì hãy tìm cho mình câu hỏi rồi tự cho tìm cho mình câu trả lời thế này đi trong hiện tại mong thầy tu ở chùa có lợi lạc gì cho đời đâu thưa đại chúng quý vị mua một bá rau bao nhiêu quý phật tử nói thầy nghe mua một bá râu bao nhiêu năm ngàn mua một bá hoa bao nhiêu năm chục ngàn có khi năm trăm ngàn có khi năm triệu rau ăn được không được Hoa ăn được không? Mà sao đắt vậy? Rau thì chỉ có 5 ngàn Mà hoa 50, 500, 5 50 triệu thôi Mà sao đắt vậy? Câu chuyện này Thầy đã kể rồi Muốn nhắc lại nữa để cho Phật tử hiểu Không phải bây giờ người ta mới chửi ông Thầy tu Mà thời Phật cũng vậy có một anh nông dân thấy Đức Phật đang khất thực. Chỉ mặt, ông thầy tu, đi về lo làm ăn đi. Ngày nào cũng cứ đi xin, ăn không ngồi rồi. Ông thấy tôi không? Mỗi ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mệt muốn chết, ông cứ ông đi liêm diêm rồi ông đi xin ăn. Lúc bây giờ Đức Phật mỉm cười, Chào anh, tôi đang đi cày Tôi đang đi cày Này, ông đừng đùa ông Tôi nè, có trâu nè, có cày nè, có ruộng nè, có lúa nè Ông cày đâu, ông nói tôi nghe coi Ông liêm diêm có cái bình bát của ông không mà đi cày Đức Phật hỏi lại Thế anh đi cày anh làm gì? Để tôi kiếm ra gạo Tôi nuôi tôi tôi nêu vợ tôi nuôi con tôi nuôi những người xung quanh đức phật nói hạt tôi cũng đi cày cái hạt giống cái từ bi của chúng từ cái tâm từ bi của tôi là hạt giống cái tâm này là mảnh đất sự nỗ lực tinh tấn của tôi đó là cái cây cày sự tinh tấn đó là con trâu sự miệt mài cỡ như là mỗi ngày thiền định để dày sới cái tâm mình ra sớp đó là cái lưỡi cày tôi sới cái tâm tôi cho thật tốt tôi nhổ những cái cọng cỏ của tham si nghiệp chướng phiền não ra ngoài tôi gieo vào đó những hạt giống của hiểu biết thương yêu từ bi trí tuệ bao dung tha thứ độ lượng cái hạt gạo ông làm ra nuôi cho ông, nuôi cho vợ, nuôi cho con, nuôi cho ông mới người nữa hết rồi. Còn cái hạt từ bi trí tuệ tôi tạo ra để chúng sinh này có lời, để chúng sinh này được hưởng phước. Tôi đem bình yên cho cuộc đời, cho xã hội. Tôi miệt mài lắm, tôi cày mệt luôn á. <laughs> Bác nông dân sụp lầy, kính bạch Đức Thế Tôn con đã sai lầm xin cho con quy y phật quy y pháp và quy y chúng tăng để trở thành đệ tử của đức phật cái tâm lý của chúng ta đó là phải tạo ra cái gì mà cân đo đông đếm được thì cái đó mới gọi là sống có ích cánh hoa nó chỉ là cánh hoa nhưng mà nó làm đẹp cho đời nó tỏa ngát hương thơm một khu rừng, rừng cây nó là rừng cây, nhưng mà nó là lá phổi của sự sống, nó làm đẹp cho đời. Chúng ta thấy cái năng lượng nó được tỏa ra. Một cái buổi tiệc tùng, tôi đã chứng kiến là có khi người ta tốn hết mấy trăm triệu tiền hoa đó, mấy trăm triệu tiền trang trí đó thì chính cái tiệc đó là nó sang trọng nó quý phái cho nên sống ở trên đời chúng ta cần có của cải vật chất để nuôi dưỡng làm phương tiện nhưng cần có những giá trị của văn hóa tâm linh để đem lên hạnh phúc bình an cho cuộc đời này và thầy nói cái điều này để trả lời cho cô phật tử lớn tuổi vừa đặt ra đó là những cái người có vai trò địa vị nhưng mà lại thiếu phẩm chất phải không rồi câu chuyện nữa là đánh học trò với nhau rồi quay video clip rồi tung lên mạng phải không thầy muốn nhắc nếu những người này quy tâm bảo học giáo pháp và có thực hành lời dạy của đức phật thì đâu có nên nổi xảy ra thực tế thì không biết sướng hay không một hay phút <laughs> nhưng mà ở tù năm mười năm thì rõ ràng là không biết nhân quả phải không chúng ta thấy năm nguyên tắc đạo đức đức phật dạy thứ nhất là tôn trọng sự sống tức là không sát sinh không chỉ sự sống con người mà vạn loại thứ hai là tôn trọng tài vật thứ ba là tôn trọng hạnh phúc mỗi con người và bảo vệ tiết hạnh thứ tư là tôn trọng sự thật và thứ năm là tôn trọng trí tuệ không uống rượu không nói dối không sống đời tà hạnh không gian tham trộm cắp và không giết hại sinh mạng chúng sinh năm nguyên tắc này ứng dụng cho triệt để xã hội bình yên đẹp lắm vì có cái là nhiều lúc không biết hoặc là nhiều lúc không ứng dụng đến nơi đến chốn cho nên nó gây những cái phiền cho người này, người kia. Thứ hai là cuộc sống đã có luật pháp rồi, đã có luật pháp rồi. Cái người gây tội thì phải nhận lấy cái kết quả đó mình vẫn mở cái tâm từ bi để mình gửi cái năng lượng bình an cho cái người phạm tội tôi khuyên là như vậy để chi để bớt hận thù để bớt bức bách để bớt cay đắng để bớt trả thù để mình có một cuộc sống bình yên người ta gây khổ cho con mình đó người ta gây khổ cho cháu mình đó nhưng mà hãy gửi năng lượng từ bi cho người ta để đừng gây hận chuốc oán với nhau nữa nếu có chăng đời này thôi xí xóa nhé người kia gây cho mình mình hận rồi để trong lòng không đời này trả thù thì đời sau trả thù thế là thù thù cứ chồng chất lấy nhau người kia vô tù người kia lãnh án thì mình quán chiếu một điều rằng đó là kết quả những gì người ta làm xấu người ta phải lạnh và mình tiếp tục gửi năng lượng từ bi cho người ta Bảo rằng là thôi xí xóa Tôi tu hành tôi không màng Đôi khi cũng không, cũng không hẳn Mình thương người ta Mình quý người ta Nhưng mà người ta nhận cái kết quả này Để rồi lần sau không lãnh Bởi vì một cái gì đã tạo ra Thì không nhận lúc này Thì lúc sau cũng lãnh à Cái chính là hãy đem tâm từ bi đối xử Để đừng gây thù chú oán với nhau để hằng học với nhau nữa. Câu hỏi mà Thầy Quảng Thức mới vừa đọc. Đại khái là bây giờ là hiểu, nhưng mà cái hiểu cái ý thôi. Câu quên à. Thầy nói gì là cái chuyện ở trong cầu thang là nhỏ nhặt mà đâu có đáng gì đó phải không? Rõ ràng là Quý vị đặt câu hỏi không hiểu ý thầy. Quý vị sáng giờ có hiểu ý thầy không? Phải không? Có ai hiểu giống cái cái, cái ý mà mới vừa đặt ra không? Cho nên chỉ có một người hiểu lệch cũng đủ chết rồi quý vị thấy không? Một người hiểu lệch cũng đủ chết rồi. Có nghĩa là trong một cái xóm họ tổ chức cái lễ hội, họ giết heo rồi họ xiết cổ trâu rồi họ chặt chân con bò để cho nó quằn quại nó đau đớn để tất cả mọi người cùng xem. Rồi á, quần chúng phản ánh thì có một vài vị bào chữa rằng câu chuyện này đâu có to tác chỉ là trong sớm thôi mà nhưng mà tại vì truyền thông báo chí la lối cho dữ cho nên thầy mới nói cả một cái làng cái sớm mà còn bảo là to còn bảo là không có lớn thế thì một cái chuyện sàm sở ở trong thang máy đâu có đâu có lớn đâu mà tại vì la lối thì chi cho lớn cái chuyện mà nó hút chích xì ke ở dưới chỗ cái góc kia có một người có lớn đâu đó là cái cách ngụy biện bào chữa để thầy chứng minh hàng loạt loạt những cái nhỏ nhỏ hơn rất nhiều nhưng chính những cái nhỏ đó nó tạo nên cái lớn Xã hội bất an bắt đầu từ những cái chuyện nhỏ đó Đừng bao che, đừng ngụy biện Và đừng nói với bất cứ lý do gì Đây chỉ là một cái nhỏ nhỏ trong một cộng đồng Mà tại vì mấy ông truyền thông Cho nên câu chuyện chùa Ba Vàng Chỉ là một con người và một ngôi chùa Rõ ràng là cũng đâu phải to tác vậy không Nhưng mà truyền thông bùng lên Cái gì mình thấy sai thì mình điều chỉnh Cái gì mình thấy đúng thì thời gian sẽ trả lời. Cho nên, quý vị cứ hình dung đi. Luật pháp cũng chật vật lắm rồi, giải quyết cái vấn nạn ma túy. Luật pháp cũng chật vật lắm rồi, giải quyết cái vấn nạn mại dâm và rất nhiều tệ nạn của xã hội. Năm năm trước, mười năm trước, đi vô trong một cái quán mà bắt năm hay là mười cô cậu thanh niên chích ma túy là chấn động rồi bây giờ một lần bắt vài trăm giờ là vài trăm ngày xưa mà nghe nói là bắt cỡ như là một vài tép ma túy một vài lạng heroin là thấy chấn động rồi phải không bây giờ tính tới gì rồi tính tấn rồi tính tấn rồi chúng ta nghĩ rằng là những nhà chức trách cũng chật vật lắm rồi luật pháp cũng chật vật lắm rồi để ngăn chặn để loại trừ những cái xấu ở trong lòng xã hội chúng ta cứ nghĩ rằng là mình là yêu tổ quốc yêu quê hương là hãy giữ gìn nòi giống nhưng xin thưa cái ma túy đó nó giết chết cái dân tộc này cái mại dâm cũng vậy nữa quý vị cứ thả cửa đi trong vòng vài năm thôi thanh niên nào cũng cứ ma túy lên là cứ ngồi gật gù gật gù là 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 các bạn tới lấy cái tổ quốc này mà không cần tốn viên đạn cho nên chính những cái đó các vị phải nhắc nhở con em mình ông bà mình có câu gì gần mực thì đen gần đèn thì sáng những bạn xấu hãy cố gắng tránh xa và điều nói bạn xấu chứ không biết khi Cái chất xấu nó nằm ở trong mình không biết chừng Đầu tiên thì mình chỉ thử Nhiều cái thử nó thành thiệt Đến lúc ghiền nào không hay Ma túy là một trong những tệ nạn lớn nhất Và các tệ nạn xảy ra Các tệ nạn xảy ra Phải để ý Mình không sử dụng mình phải để ý con cái của mình bạn bè của con cái mình những người mình chơi và mình không chấp nhận những người này mình không chấp nhận dung túng những cái điều này đó chính là chúng ta gìn giữ văn hóa cội nguồn dân tộc con người việt nam các giá trị đẹp đẽ của việt nam xin thưa tới đây nói thêm câu nữa mấy hôm nay cũng chửi chùa ta phật lớn để làm gì tiền của đâu mà làm chơi giữ kinh doanh chơi giữ thứ nhất là ta thấy Năm 700 năm trước Cái thủa mà dân tộc Việt Nam chỉ có 3 triệu dân à Đi từ nhà này qua nhà kia là phải mấy trăm mét Phải đi bộ mấy trăm mét Từ nhà này qua nhà kia Cái ngôi chùa nó bi lớn vậy nè Bây giờ dân cư nó sát rạc rồi Sát rạc ở chưa đủ Lên ba tầng, năm tầng Chưa đủ lên năm chục tầng, bảy chục tầng luôn. Trong đầu vẫn đóng đinh là cái ngôi chùa cũng chỉ được phép bay lớn này thôi, chứ không được lớn hơn. Ngày xưa mỗi thôn, mỗi làng là có một ngôi chùa, phải không? Bây giờ chỉ cần một chung cư không là nó bằng mười mấy hai chục cái thôn, cái làng mà có chùa nào đâu. Như vậy đâu phải là tương xứng, đâu phải là nhiều với bối cảnh xã hội, phải không? Mà ngôi chùa để làm gì? Để hung đúc tâm thiện lành Để nuôi dưỡng các giá trị đạo đức cho con người Để cuộc sống bớt bấp bên Xã hội chúng ta rất cần những tâm thiện lành Hãy coi những cái quán nhậu Hãy coi những cái nơi tệ nạn Mọc san sát nhau San sát nhau Một lần bắt là mấy trăm chứ không phải còn mấy người nữa quý vị thấy ấy vậy mà chùa mọc lên là chi vậy? Chi vậy? Cuộc đời này chúng ta có hết 90 chín mươi mấy phần trăm để lo vật chất để nuôi thân mà tự có được mấy phần trăm để nuôi tâm. Cho nên trên cái thế giới này mà thiếu đi cái trục tâm linh khó lắm á khó lắm á một điều nữa đi vô một cái nhà hát hai ba nghìn người một cái sân khấu gì đó ở ngoài trời năm bảy nghìn người Vậy mà đi vô chùa một hai nghìn người cho rằng là ngôi chùa xây gì to chi dữ vậy? Mà chúng ta lắng nghe những khúc hát gì? Tất nhiên cũng có những khúc hát hay thiệt, phải không? Nhưng mà cũng có những khúc hát yêu nhau con mắt liếc qua mà ghét nhau là ném đá vỡ đầu nhau ra. còn vô chùa thì chỉ nhắc nhở là không sắc xanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, sống là phải là tôn vinh cái thiện và phải chuyển hóa cái ác, phải không? Nếu mà tất cả mà ứng dụng lời dạy của Đức Phật thì đâu có nên nổi mà cứ cập cầm tờ báo ra cái không muốn cả không muốn đọc nữa, cầm tờ báo ra không muốn đọc nữa, tệ nạn nhiều quá cái dở nhiều quá phải không nếu giáo pháp được ứng dụng thì đỡ đi nhiều lắm cho nên á có những cái nó lớn có những cái nó vĩ đại nó càng lớn càng vĩ đại thì càng mịn màng mà càng mịn màng thì ta không thấy ta không thấy ta nghĩ rằng nó không có giá trị không khí nó mịn không nó mịn quá hay chứ có không khí mới thở được chứ nó là quý hơn vàng đấy chứ giờ cho mỗi người cầm một thỏi vàng rồi hút hết oxy ra chịu không chính những cái mịn màng đó nó mới quý cái tâm linh là cái sức sống mà không thấy không nghe không sờ không nắm nhưng nó màu nhiệm lắm tất cả những cái có bắt đầu từ những cái không phải hiểu điều đó Được chưa? Dạ, yeah. ở đằng sau con thể là giơ tay trước. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy và kính thưa đại chúng. Con tên là Võ Thị Minh Thương, con Pháp Danh Nhuận Yên. À, hiện tại con đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ờ, à, con Quê, quê ở con ở à? đắk lắc ạ à. ừ, sau khi con đi tham gia nhiều khóa tu và hôm nay là con quay lại trường khánh an sau 2 năm có vắng mặt ừ, và con thấy quý phật tử thường hay hỏi uh, quý thầy những câu hỏi về đời thường và những chuyện nhỏ nhặt gần như là đó là những vấn đề gọi là tệ nạn xã hội của đời sống. Thì đây là con có, có một góp ý và muốn thầy nếu mà thầy chấp thuận thì đây có thể là tạo điều kiện cho uh, tất cả chúng con có thể học tập theo đạo Phật, uh, theo đạo giác đạo pháp ạ. Uh, để tu tập và không bị những lời đồn, thông tin của đời thường qua mọi phương tiện như qua mạng xã hội, truyền miệng nhau, nhìn thấy từ một phía vân vân uh, ảnh hưởng đến mọi người dẫn đến những suy nghĩ trái chiều tiêu cực mâu thuẫn làm lòng người sao động và đầy nghi ngờ uhm, nếu có điều kiện cho phép con rất mong chùa mình mở ra một lớp tu học giáo lý phật pháp để giảng dạy giảng giải cho hàng phật tử chúng con hiểu về giáo lý phật càng sâu sắc hơn không phải như là bọn con chỉ nhìn ngoài bì rừng mà con muốn trong rừng có gồm những gì để bọn con có những cái cày cái cuốc tu tập cho cái thở ruộng từ bi của chúng con được lớn hơn nhờ đó mà mọi người có một gọi là đức tin vào Phật pháp thì lúc đó mới nhìn nhận những vấn đề xã hội nhỏ hay là lớn qua um, giáo lý Phật pháp để ứng dụng vào đời sống như thế nào và sau và trong những khóa tu mình chỉ nhìn thấy được là Phật tử thảo luận với nhau những bài giáo pháp của Đức Phật, những um, bài giáo pháp uh, đời thường thì mình thảo luận bằng uh, gọi là lời giảng giải giảng dạy của Đức Phật bằng những thuật ngữ phật pháp, à, mọi người xung quanh nếu mà có nghe không bị phiền, họ có thể học tập được à, những từ những người khác. À, và mặt khác thì à, mọi người cùng nhau chia sẻ lời Phật dạy à, để cùng nhau tu tập dẫn đến chân lý trung đạo của Đức Phật để dẫn lối cho người Phật tử và có nhiều khi những vị tăng có đức hạnh là đi trước và hiểu sâu rộng hơn có thể chỉ dạy cho các uh, um, vị chú vị điệu đi sau vẫn chưa hiểu có thể hiểu sâu hơn và hạt phật tử vòng con còn có thể hiểu sâu và vận dụng vào đời sống tốt hơn dạ phật con xin hết ạ thầy cảm ơn cô bé ở đắk lắc đã có những cái ý kiến à, giúp cho khóa tu à, trở nên à, khoa giáo hơn qua các lớp giáo lý, điều đó rất là lợi lạc. Và cố nhiên trong đời sống à, mỗi ngày thì chúng ta va chạm với rất nhiều những khó khăn và những khó khăn đó hôm nay quay về khóa tu để rồi mình đặt ra mình hỏi thì điều đó nó có lý do thôi, bởi vì học phật không phải để học cho biết mà là học để hành hành trong những lúc ứng xử hành trong những lúc khổ đau hành trong những lúc khó khăn và hành trong những lúc bế tắc cuộc đời này vẫn còn khổ thì đức phật vẫn còn ca mặt cho chúng ta và đạo phật vẫn còn ca mặt cho chúng ta người ta gọi đạo cứu khổ là vậy nhiều người không hiểu nói rằng là đạo phật sao mà bi quan quá Mở miệng ra là cuộc đời là khổ, là bể khổ, là tùm lum khổ hết. Đó là một cái sự thật khách quan. Cho đến khi nào mà ta không còn khổ ở trên kiếp người, thì lúc này Đạo Phật sẽ see you again. Còn ta còn khổ thì Đạo Phật vẫn còn có mặt cho ta mà thậm chí ta biết được rằng là ta chỉ biết là ta khổ trong kiếp này thôi còn những kiếp về sau ta tiếp tục đi về những sáu nẻo luân hồi mà ta không biết cho đến khi nào con người còn bệnh thì bệnh viện vẫn còn có mặt bác sĩ vẫn còn có mặt còn con người mà không bệnh thì bác sĩ để làm gì bệnh viện để làm gì phải không để ra là biết uh, cộng trừ nhân chia thì cho nên trường lớp để làm gì cô giáo làm gì từ những cái không biết học hỏi cho biết thật nên phải có trường có lớp phải có thầy cô con người sinh ra là phải có bệnh cho nên rồi phải có bác sĩ phải có bệnh viện thế gian này phải có những cái khổ những cái phiền những cái nghiệp chứng ta tạo ra cho nên đạo phật có mặt để hóa giải để giúp ta chuyển hóa tất nhiên thầy cũng ưu tư và cũng nỗ lực để giúp cho phật tử có được một cái cái chương trình Phật học nhưng mà cũng thành thật khai báo là cũng bị chi phối nhiều cái cái Phật sự ở nhiều góc độ khác nhau. Chứ còn nếu mà thảnh thơi tổ chức được các lớp giáo lý thì đó là điều tốt nhất. Thầy cũng xin nhận ý kiến, à, ghi nhận ý kiến đóng góp của cô bé Đắk Lắc và sẽ nỗ lực và thầy muốn hỏi thêm là ví dụ như hàng tuần mà chủ nhật mà nếu mà có cái thời giảng hay có giờ thiền thì quý vị có đến dự không giơ tay lên thầy coi thử. à thầy cảm ơn chính cái tay dơ lên của quý vị giúp cho thầy tự tin giúp cho thầy có thể thực hiện các cái bước cho phật tử tu tại chủ nhật hàng tuần toàn là khách du lịch đến chụp hình, rồi selfie, rồi livestream gì đâu không đóng vai ông hoàng bà chúa không rồi, chứ không có thấy phật tử tu tập ừ. thôi đây cũng là một ý kiến để mà thầy ghi nhận nếu có thể chúng ta sẽ có các lớp cho chúng ta thực tập và quý phật tử hãy lưu ý là pháp của phật là pháp hành hãy thực tập cho có kết quả nghe chưa đủ mà phải hành giáo pháp thầy thấy có một cái cánh tay kế bên nó truyền cái miro luôn cho nó gần hồi nãy có một cánh tay kế bên đó. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, kính bạch quý tôn đức và các vị đồng tu. Ờ, con tên là Phạm Thị Anh Đào, pháp danh Diệu Thiện Đạo. Con ở Bình Tân. Ờ, hôm nay đây là lần đầu tiên con được về chùa tu học. Ờ, hôm qua trước khi về chùa thì con cũng có gọi điện trước, ờ, xin hỏi quý thầy là từ trước tới giờ là con ít có điều kiện về chùa và con cũng chưa thực tập thiền bao giờ thì con có được về dự khóa tu này không và được các thầy trả lời là khóa tu mở ra là cho tất cả thợ phật tử về tu thì cô cứ về tu và con rất là hoan hỉ con về tu và trong khi con về tu thì thực sự là lúc đó con cũng rất là băn khoăn tại vì là con con chưa ngồi thiền bao giờ và con cũng ít có điều kiện về chùa vì con chỉ thực tập mà tu ở nhà tụng kinh niệm phật và do cái bệnh tật thì nhiều khi trong cái quá trình mà tụng kinh niệm phật thì con cũng cứ nhúc nhích không không có được ngồi lâu như ngồi thiền thì con cũng sợ là không biết là con về chùa con có ảnh hưởng tới mọi người không nhưng mà từ hôm qua về tu thực hành thì con thấy là con ngồi được và theo được con không làm phiền ai và con thấy là con rất là là lợi lạc và hoan hỷ. Ừ, thì trước tiên là con xin tri ân thầy đã tổ chức giao khóa tu để cho phật tử chúng con được về tu được hưởng sự lợi lạc và cái mẹ thầy nói thật là từ trước trong quá trình tu thì con đã buông bỏ được hận thù đối với người mà làm cho con đau khổ nhưng mà con chưa khỏi được cái tâm mà cảm ơn nhưng mà qua cái khóa tu này được hưởng cái cái không khí thanh tịnh này và hôm nay đối trước đức phật đối trước thầy thì tự nhiên con khỏi được cái tâm là con cảm ơn người mà đã làm cho cuộc sống của con đau khổ và phải tìm đến cái chết Ôi, bởi vì nhờ người đó mà con mới có cơ duyên gặp được Phật Pháp Và cũng do được biết Phật Pháp thì con mới có cơ duyên về Chùa Khánh An tu hành Và được hưởng cái 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 tâm hoan hỷ như thế này Thì điều trước nhất là xin phép Thầy cho con được đảnh lễ Thầy một lễ Để tỏ lòng tri ân Thôi Thầy cũng xin chúc lành đến chị trong những lúc mà cùng tầng khổ đau thì thấy đạo. Tối qua chỉ có tâm sự, năm 98 quá đau khổ, quá bế tắc, cho nên là phải sử dụng tới 100 viên thuốc. Mà nếu mà thực hiện cái phi vụ đã thành công là năm nay là kỳ dỗ lần thứ 21 rồi. Nhưng mà chính vì cái khổ đó bắt đầu chạm thấy được đạo Pháp và thực hành đạo Pháp, bắt đầu thấy cuộc đời mình nó thảnh thơi, biết hạnh phúc và biết cảm ơn người gây khổ cho mình. Tức là gửi năng lượng từ bi đến cho người kia Như vậy là bắt đầu biết tu rồi Và ngồi thiền thấy được tỉnh tâm Thấy nhìn lại mình, thấy cái an lạc Như vậy là có kết quả rồi Thầy mong chị nói riêng Và tất cả hội chúng của chúng ta Hãy nuôi dưỡng tâm Bồ Đề Hãy làm lớn cái tình thương của mình Để ôm lấy cái gia đình mình cho nó ấm áp Để ôm lấy cái xã hội mình cho nó có nhiều tình thương Để cho cuộc đời nấy nó mỗi ngày mỗi đẹp cái cuộc sống mỗi ngày càng nâng cao thì cái sự vị kỷ và cái lòng vị tha nó bị thu hẹp nhiều lắm hãy thương yêu hãy khoan thứ và hãy biết cảm ơn khó khăn trên đường đời dạ nam mô a di đà phật dạ à, xin cảm ơn cô dạ trên... xin à, xin phép thầy cho con được hỏi một câu ạ tức là trong cái quá trình mà tu tập ngồi thiền thì con được các thầy hướng dẫn là chú tâm vào hơi thở ra thở vào và trong quá trình thực hành thì uh, có lúc con đang chú tâm thì tự nhiên con lại nhớ tới những cái lời thầy giảng pháp và khi mà con đang nhớ tới những lời thầy thì con lại được quý thầy nhắc nhở là trở về chú tâm vào hơi thở thì con uh, xin hỏi thầy là mặc dù là trong lúc hành thiền uh, con không có khởi tâm xấu con chỉ nhớ tới những lời thầy giảng dạy thì uh, sau đó được thầy quý thầy nhắc nhở thì con lại buông xả con trở về chú vào hơi thở thì như vậy là con phải buông xả trở về chú vào hơi thở mới là đúng hay là uh, cái tâm con đang khởi tới nhớ những lời pháp thì như thế có phải là sai không và phải làm như thế nào để tu hành cho đúng thì xin thầy chỉ dạy cho con để con hành cho đúng ạ dạ mô a di phật pháp là để ứng dụng khi mà nghe pháp xong rồi ứng dụng vào trong nếp sống của mình lấy hơi thở làm đối tượng quán chiếu và chúng ta chỉ đơn giản là nhận diện hơi thở thôi theo hậu dõi hơi thở đi vào hơi thở đi ra ba cái điểm chính sống mũi hơi thở vào xuống vầm họng qua lồng ngực xuống đan điền à, đan điền qua lồng ngực qua vầm họng đi ra chú trọng đến cái hơi thở và thông qua cái sẹp cái phòng cái sẹp cái phòng của thân để ý thức được cái tâm. Tuy nhiên cái tư duy của mình cũng không tránh khỏi lâu lâu nó cũng lãng vãng ý tưởng này, lãng vãng ý tưởng đó, lãng vãng là chuyện của tâm, chánh niệm là chuyện của mình. Hãy tiếp tục hít vào, thở ra. Tôi biết tâm tôi bắt đầu lãng vãng về điều gì đó. Nhận diện cái tâm ta nó đang suy nghĩ cái gì và nó đang diễn ra chuyện gì. Không có ngăn. ngăn không ai chặn sao chặn được phải không đã mất ngủ mà còn cố ngủ thì sao thì lại càng mất ngủ cái tâm nó đang trỗi nó đang suy nghĩ mà mình càng chặn thì nó càng rối hãy để cho tâm nó như vậy và ta cứ chỉ nhận diện tâm thôi và tiếp tục quay về hơi thở vào hơi thở ra chân tôi bắt đầu nó hơi tơ tê, tê tôi hít vào tôi thở ra cái lưng tôi bắt đầu nó hơi mỏi mỏi tôi hít vào tôi thở ra cái tâm tôi nó đang suy nghĩ về cái câu chuyện đó tôi hít vào thở ra lấy nó làm đề mục để bám hơi thở theo bám tư duy mình đi theo luôn chứ không có không có chặn không có chê gì hết đó rồi từ từ cái chuyện nó suy nghĩ nó suy nghĩ mình cứ trú tâm vào hơi thở bây giờ và ở đây thì từ từ nó sẽ mềm 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 cái thân thể nó sẽ nhẹ lỏng nhẹ lỏng cái tâm ý và nó rũ bỏ đi tất cả những cái suy nghĩ điều đó bình thường chứ không có sao đâu hãy cứ kiên trì và hãy tiếp tục ngang mệt chưa